trời. Ủa, vậy là chị xin cắt tình duyên chứ không có xin buồn ngãi gì trơn à? Mấy người mệt quá đây nè, không tin thì coi cái clip lại đi. Có quay mà không chịu câu gì hết trơn mà vô đây bắt nói mệt chết luôn vậy á. Nghe sau đầu rớt còn đùng, thì cũng bó tay với chị luôn á. Xém chút nữa lớn chuyện thấy chưa? Em biết rồi đó, hột dịch lộn nó còn lộn nó hướng cho chị. Nhưng em phải thông cảm chứ. Bây giờ cái phương án này mình không chịu thì giờ mình chuyển qua phương án khác. Mình không theo dõi phát cái tâm mì nữa, giờ mình chuyển qua mình theo dõi Tính đi. Liên quan gì? Trời ơi, em nói gì hả? Mẹ của Tính nó có một cái cổ phần rất là lớn ở trong WinNow. Cổ phần hả? Yeah. Ủa sao chị nhà em cũng là người biết sao cùng vậy? Mà chị á, cái tính của chị là sướng xa sướng xác lắm á. Thì chiến lược gì đâu, sao thay đổi sần sật. Ai theo cho kịp? Thôi giờ chị muốn làm gì chị làm đi. Trời ơi, giờ làm sao? Giờ không theo dõi Tính, giờ chẳng lẽ theo dõi tôi? Trời ơi, thì có nhiều lúc đó tôi cũng rối não, tôi không biết tôi là ai luôn á. Tôi không biết tôi làm cái gì nữa nè. Tôi còn chưa định hình được tôi là ai nữa đây. Tôi mình hứa với chị á là sẽ ra đây. Mà sao bây giờ kiểu mình phát ra hả? À, anh Tommy kêu em ra nói chuyện chị trước. Thầy ảnh bận làm cái mua quà. Mua quà? Trời ơi, bà đặt bà nhẽ mua quà nó ghét ghê. À mà chị, cho em hỏi chuyện này hơi riêng tư một chút. À, chị thích anh Tommy nhà em thiệt hả? Chị thích chứ. Trời ơi, mỗi người đàn ông chị rất là thích. Vừa mềm mỏng, vừa dịu dàng, vừa ga lăng lịch sự như phụ nữ. Mà đặc biệt có một cái mùi thơm chị rất là thích. Mà cái người này là cái mẫu người chị đang đi tìm kiếm đó. Sao lâu quá không thấy Tommy ra vậy? Tommy ra đây kìa. Hai. Chào bà chị, lâu quá không gặp. Trời Tommy ơi, Tommy dễ thương quá. Mặc cái áo mà cà rốt nữa. Rồi tự nhiên tôi muốn làm con cỏ để đứng bên của cà rốt. Cà rốt. Cảm ơn chị. Con mũi, con mũi. Cắn đào. Xin phép, tôi xin đào. Anh đào sao cũng được. Em xin phép đi trước nha. Hai người cứ tự nhiên. Cảm ơn em. Tôi bị. Ngồi sát. Tôi bị ơi, không chịu. Đừng làm như vậy. Tôi bị á là phải mềm mỏng, dịu dàng. Sao lạ luôn vậy? Sao không là phải mạnh mẽ? Muốn đàn ông phải dẻo dai hay sao chứ hả? Không chịu đâu, bây giờ phải trả lại. Thì không có cho vui. Dạ, anh chịu, anh. Ủa, chạy bố nói gì vậy? Chị nha. Tính làm gì chồng tôi đó? Hả chồng? Anh Tommy chồng tôi. Chị tính lái máy bay à? Tommy. Tommy có vợ rồi hả? Tommy dối đó. Đúng, tôi là vợ của Tommy. Không lẽ tôi là bà nội của Tommy à? Đúng không? Chồng giả dối. Thật ra vậy sao tôi không đem lên tiệm của Tommy nữa đâu. Đồ giả dối. Anh xin lỗi Hân đi. Trời đất ơi, sao trên đời này có chuyện mà lạ lùng như vậy ta? Phụ nữ là phải thích đàn ông mạnh mẽ. Đằng này phụ nữ thích đàn ông kẹo lả, muốn phải quay cuồng làm sao vậy trời? Hai. Hứ? Có khi nào mà thích đu kẹo lả giống tôi hả? Lẹ. Gì vậy? Hay lời muốn nói vậy nó ói. Nhưng nói bà nghe, dù gì tôi cũng cảm ơn bà. Nhờ bà mà tôi được cứu bà thua trông thấy. Lấy bà về, ôi trời ơi, hai chị em tóc bạc như nhau á. Chị nhổ tóc xô, hai chị em tóc bạc như nhau. Tình bạn mà, thấy bạn hoạn nạn không cứu là trở thành kẻ khốn nạn. Vậy có khi nào tụi ta dính nhau không vậy? Trời gì má! Trời ơi! Trời ơi! Sao lấy về vậy? Lấy về hả? Sao mày chơi đánh đũa cho là chỉ tầm gần với nhau hả? Trời ơi! Nghe mắc nói vậy! Mình phải tập ở đây chứ em, mình tập nó mới khỏe mạnh con người chứ. Sao mà cứ rầm rầm này hoài sao ăn ngủ được?
người chứ. Hả? Sao cái người em sốt quá vậy? Ê, em đi qua vậy thôi. Em sốt gì là chị phải đưa em đi bác sĩ rồi đó. Đi bác sĩ làm gì tốn cả ngày lắm mà ai lo cho tiệm. Chị đi ra ngoài đi, em nghỉ tí là được rồi. Lo cho tiệm gì? Bây giờ hả, có tiệm chưa có khai trương mà em còn gục ngã vậy rồi, ai mà lo được cho tiệm, phải đi bác sĩ. Lã nhãi hoài vậy trời. Thì bây giờ gì nè, nếu mà em không có muốn đi bác sĩ, em phải ngồi về em tập thể dục như chị nè. Hãy tập thể dục. Chị đừng có nói nữa được không, buồn quá à. Mẹ em dặn chị rồi, chị về đây là phải coi em, chăm sóc sức khỏe cho em. Thôi bây giờ em bị như vậy làm sao mà chị chịu được. Nói nổi đi ra ngoài đi. Thiệt tình luôn á, bây giờ có tập hay không? Không, trời tập có muốn tập, đi ra giùm mấy đi. Không cần trời sập, ta cũng có cách làm cho mày tập. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chị không có trị được em thì sẽ có mama trị được em, đúng không cô? Mẹ, thay cho con đi, mẹ không nhức đầu. Trời, nó nhỏ nhẹ quá cô. Không có ta. Mẹ rất đồng ý cái cách của chị Năm. Năm, con nhớ nha, con phải canh con Happy thiệt là chặt chẽ cho cô nghe chưa? Dạ. Yes, mother. Happy, con nghe lời mẹ nè. Khi mình còn tuổi trẻ, mình phải hết sức là giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp của mình, con hiểu chưa? Tuyệt đối không được ăn uống linh tinh lặt vặt, nhất là tinh bột. Con nhớ chưa? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thấy chưa? Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì em biết cái giá trị của chị với mẹ đối với em như thế nào rồi ha. Mẹ không có mặt ở đây thì chị vẫn phải quản lý và chăm sóc em. Nên em bây giờ em phải tập thể dục đi, tập cho nó khỏe, cho mồ hôi nó ra, bỏ đi cái virus xấu và nó tăng cái sức đề kháng của mình lên, hiểu không? Hả? Đậu à. Nhức không? Nhức đầu hay không? Happy, em tỉnh lại chưa Happy? Happy. Cái gì vậy? Làm cái gì á? Trời ơi. Chị nè. Em nhận ra chị chưa? Em tỉnh rồi phải không? Ủa, em thấy chưa? Lúc nãy mà không nhờ chị á, là em thiệt em chết luôn rồi đó. Em không có sống được như giờ đâu. Chị làm gì? Mà em chết rồi, cái là thiệt cái chuyện biết sao chị ăn nói chuyện với cô một luôn á. Sao? Em nhìn người em đi. Sao? Lúc nãy em vừa hạ thổ xuống một cái là chị cạo gió hết người em, bầm tím đen thui luôn. Cái gì? Đó, em chị cạo gió em hả? Đúng rồi. Chị có biết em sợ cạo gió lắm không? Trời ơi, cạo gió là một cái phương pháp cổ truyền làm cho người ta tỉnh, hồi phục sức khỏe, là em không biết hả? Rồi, dù gì em cũng cảm ơn chị. Mà em thấy bất mệt không? Chị Long ơi, tự nhiên em thấy cái nhà nó quay quay vậy. Quay hả? Em nhìn thấy chị có quay luôn. Trời, có quay đó hả? Có nhức đầu. Chóng mặt phải không? Chóng mặt quá hả? Chị biết rồi, không có đủ đô đâu. Để đó, chị sẽ dùng một cái phương pháp hai đối với em. Phương pháp này nó hơi nặng một chút xíu, nhưng mà nó sẽ làm cho em hồi phục sức khỏe. Đó là phương pháp lễ. Lễ là gì? Lễ là chúng ta dùng một cái con dao lam rọc nhẹ trên cơ thể của em để lấy một chút máu, chút huyết của em. Không. Để cho nó giải cái độc tố trong người em cho em khỏe. Không nha. Không. Em để nó chị làm cho. Là em đã. Không được. Không. Em có sao không? Hả? Trời ơi. Chị chưa có lễ em giọt máu nào mà sao máu của em ở đâu nó chảy quá trời vậy? Đây. Đây. Đây chị đổ máu cho em không? Đây. Ok, chị đi liền, chị đi liền. Tối hôm ấy, tại nghĩa trang trời mưa xả xít, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi, không gian bao trùm một màu ám đạm như đêm. Một bóng trắng lao tới. Trời ơi, con trai gì đâu mà sợ ma dữ vậy? Trời, tính đến
kỳ quá nha. Kỳ thiệt á. Trời ơi, mai là có thiệt đó, không phải chơi đâu, có thiệt đó. Đừng nói gì hết, nghe tiếp nè. Trong đêm thành vắng, một tiếng khóc thê lương vang lên. Dạo này sao chuyện mai trên mạng nó phát triển dữ vậy? Nghe thôi mà sợ có cảm giác lên như muốn để gì. Đó. Thấy chưa? Phải đâu. Tôi nói mai là có thiệt đường, không phải gì mà không phải. Mà có thiệt mà tính cãi nó không vậy à. Bây giờ nói tính nghe nè, nếu như tính là chúng ta thấy sợ á, thì tính với có thể nắm nãy chú Cao nè. Nãy chú Cao gì? Nghe nè, nãy chú Cao nè, mình nắm bao nhiêu trà là đó, nắm thì bớt sợ. Ôi, còn nếu mà sợ quá đó thì tính ôm tôi. Ôi kỳ quá đi. Ôm cho ôm miễn phí. Đó nè, không chịu thôi nữa là sợ mà ôm tôi á, ôm cái nào tính tiền cái đó nghe chưa. Không có ôm đâu, đừng có ôm. Thì nói ví dụ vậy mà ai về tính ông thú vị thôi. Ông con trai đúng sợ. Bạn nước quá, bạn nước quá mà, bạn nước quá. Cái gì kì vậy? Sai gặp luôn hết hồn vậy. Này là tính tiền đó nha. Tôi sai nè, sao phòng tối vậy? Mở được cái đèn đi, Trời ơi trời. Ôi. Sao mà chị khóc dữ vậy? Ủa chuyện gì khóc vậy chị? Con Happy. Sao chị? Nó bị bệnh. Mà nó không có cho ai lo cho nó hết. Rồi bây giờ máu nó chảy ra quá trời luôn. Máu chảy? Nó bị chảy máu cam không chị? Không, nó không phải chảy máu cam. Chứ sao? Cái máu nó tự chảy á. Happy bị ai chém hả chị? Không, cũng không ai chém nữa. Dạ, bị ai quýnh rồi? Trời ơi, quýnh với chém cũng là một bà. Nó đâu có bị ai chém ai quýnh đâu. Tự nhiên máu nó chảy ra như vậy đó. Thôi quýnh mà tự nhiên chảy máu. Tự nhiên chảy máu chứ không phải chảy máu tự nhiên à. Ủa cũng như nhau mà. Vậy là... Mời mợ, mời, con mới nhận được cái tin rất là quan trọng. Chính tai con nghe, bà Thai nói con Hạnh bị ung thư máu. Tội nghiệp, con khẽ mà chết sớm quá mợ ha. Dạ, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Happy, vừa chạy bộ phải uống cái nước sinh tố của chị ép nè, ngon lắm. Uống đi cho nó có sức khỏe, chạy nó mới đã. Sao vậy, ngon quá hả? Rồi, được rồi. Đi đâu vậy? Thì chị đi chạy theo em. Chạy theo làm gì? Em chạy đâu, chị chạy đó. Thôi, chị đi đây em không có tập được đâu. Ủa, gì đâu giờ sao? Đi đường khác đi. Gì là em đi đường em. Đi đường chị. Ok, number 5. Gì vậy? Sao vậy? Anh Tính. Thành, nói thật cho anh biết, em có ổn không vậy? Em ổn hả? Anh thấy em không ổn chút nào hết á. Em nặng rồi đó. Cái gì vậy? Em, cuối tuần này đi lên du thuyền đi ăn với anh được không? Tự nhiên mà em lên du thuyền ăn làm cái gì? Anh thích. Anh không có gì ngoài điều kiện. Trời ơi, anh biết em ghét nhất cái cầu đó không? Đừng có ghét nó, ghét của nào trời cho của đó. Mệt quá, thôi đi ra đi cho em đi. Em. Cái gì? Đi với anh nha. Được rồi, em đi. Bây giờ em đi tập thể dục cái nha. Chưa. Gì nữa? Trước khi đến cái bữa đi ăn đó, em phải đi với anh đến một chỗ này. Đi đâu? Bệnh viện. Cái gì mà tự nhiên bắt em đi bệnh viện làm gì? Em đang bệnh đó. Bệnh gì? Đó, ho quá trời mà lại không bệnh. Em bệnh lâu năm mà em giấu anh hả? Cái gì vậy Tính? Em bị bệnh nhẹ mà. Không có nhẹ cái gì hết, em phải vô bệnh viện với anh.
em bệnh rất là nặng rồi, em thấy không? Sao vậy? Em ho nãy giờ đó. 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 Ho nữa kìa. Em phải vô bệnh viện với anh thôi. Em phải vô. Anh lộn xộn. Anh lo cho em lắm em à. Không. Thôi. Sao vậy? Đi rồi. Tính kỳ quá đi hả? Tại sao Tính có thể làm như vậy được chứ? Làm gì? Tại sao đuổi Hạnh trong khi Hạnh đang bệnh như vậy mà hát hủi người ta như vậy? Tôi đuổi hồi nào? Tôi đang quan tâm lo cho Hạnh. Chẳng đâu. Em có tin đó, tôi nhìn thấy nè. Tôi đuôi Hạnh mờ mờ chứ. Anh không có hiểu cái gì. Hiểu mà. Đó. Bệnh nặng quá trời vậy mà nói với anh không có bệnh. Vậy mà nói không có bệnh. Đi nè, đi. Hạnh ơi, em bị thổ huyết rồi nè. Em bị ung thư máu mà giấu tụi anh hả? Ai nói tôi bị ung thư máu? Bà Phai. Cái này là máu đấy hả? Cái này là máu hả? Không à. Đi. Trời ơi, mày không máu với lại gì đâu. Ý, không phải. Cùi cha. Ở đâu? Cà chua. Cà chua. Cà chua. Dạ đi cưng. Anh Chúa ơi. Anh ơi! Ôi trời! Chị Quang! Cái gì vậy? Gì hấp tấp vậy? Bà một đâu rồi? Hả? Bà một đâu? Bà đi công chuyện rồi. Trời ơi! Sao tự nhiên bây giờ đi công chuyện là sao? Ngày nào giờ này bà không đi công chuyện? Anh chỉ ơi! Hả? Chỉ nghe nè! Sao? Tôi với bà một, có ba cái chuyện tình tình làm sao? Hôm nay tôi bỏ hết anh ơi! Bây giờ tôi là tình đồng hương, đồng hương! Tôi là phụ nữ, bà cũng là phụ nữ! Mà tụi tôi cũng đều là những người mẹ hết! Anh á! Anh chưa có kinh nghiệm mẹ, anh chưa có kinh nghiệm làm mẹ, chứ là anh không thể hiểu thấu được những người mẹ như tụi tôi đâu. Mà cái chuyện gì mà chị nói lung tung vậy, có chuyện gì? À, bình tĩnh, bây giờ bình tĩnh đi, nói chuyện. Quá vậy đó, tôi sợ. Mà nếu mà tôi nói cái tin này ra, tôi nghĩ là anh sẽ sốc lắm anh ơi. Nãy giờ tôi rất là bình thường, yeah. Chỉ có chị là bất bình thường thôi. Yeah. Ừ, đó, có chuyện gì nói tôi nghe coi. Anh Trí, ừ. Con Happy sao? Nó bị ung thư. Ai? Con Happy nó bị ung thư. Thấy chưa? Tôi biết anh sốc lắm mà. Bình thường á, anh không trả tiền à mấy anh chị em không có tiền. Trời ơi, tiền là cái gì? Tiền bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Chị nói lại một lần nữa coi. Hồi nãy giờ là tôi định hình là con nào mà con nào bị con nào? Con nào bị con nào? Con hấp bị con gái bà một. Trời ơi, sao chị biết? Là con năm. Nó nói với thằng Tommy, thằng Tommy nó gọi về với tôi, nó nói cho tôi biết, mà cái điều này tôi chồng, thằng con trai đẹp trai của tôi, nó chứng kiến cái cảnh là con nằm nó với thằng Tommy, thằng Tommy kể cho tôi nghe. Thôi quen, chị nói lại lần nữa chứ tôi nhức đầu quá, cái gì mà tùm lum hết trơn, ai nói ai vậy, sao mà nói chuyện nguyên sớm vậy trời, hả? Thôi giờ tôi mời nó bây giờ, anh gọi đi. Anh gọi con Năm đi. Thôi hãy, con Năm ở Việt Nam đúng không? Gọi điện thoại cho nó, cái điện thoại tôi mới nói chuyện. Đây, nhắm chân số mấy? Cộng 81. Cộng cái số kia anh tự nhớ đi. Alo, trời ơi, bắt máy giùm cái đi. Trời ơi, chết rồi trời, điện thoại hư hay sao nó không có một tín hiệu gì? Trời ơi, Thánh Thần ơi. Trời ơi, trời nó tính gian tôi nè. Thấy không? Tôi gọi không nghe gì hết trơn mà nó tính 187 đồng. Anh ơi, trời ơi, cái máy tính tiền anh ơi. Trời ơi, con quỷ, không biết ai sản xuất mà tự nhiên đưa tay tôi vậy hả? Nghĩ tình đi. Đây, đâu rồi? Đây, chị bán đi, chị bán tôi đi, trời ơi. Trời ơi. Password là cái gì tôi đâu có biết đâu. 888888. Hả? 888 hết á. Trời ơi, cho anh nhiều chuyện lắm, sao mà cái password là 888 vậy? Trời ơi, bấm đại đi. Trời ơi. Trời ơi, bấm đừng, bấm tôi đi, trời ơi. Trời ơi. 8 mà bà nhấn nó xuống không làm sao nó lên màn hình. Trời ơi, đây nè. Không mấy lúc phải bấm đại con. Trời ơi, chị đừng làm tôi đó. Hello, chú Chí hả? Chú Chí, trời ơi, sao đang nói chuyện mà tự nhiên cắt nguồn FaceTime, làm cục hướng tư tưởng của người ta luôn à? Sao đã? Đúng rồi. Nó bị ung thư rồi chị, đúng rồi chị. Tôi nói mà. Con Năm, nó nói với anh. Không có nói. Chị làm gì cho coi? Không có nói. Chị làm gì vậy? Tôi khóc không? Mà sao nữa? Hết. Anh ơi, trời ơi, gọi lại gì tôi? Ơi, nó gọi lại. Phê Nam, chú. Chứ chú đang nói gì với con mà tự nhiên chú cắt ngang cái nguồn cảm xúc của con, rồi con khóc và con cũng bị tù cảm xúc nữa. Mày tôi gọi mày mà em nói mày khóc không, tôi tắt như sao? Ủa? Mai đang ngồi cạnh chú vậy? Sao rồi? Ủa, cô Năm của anh? Dạ, con đây. Sao con? Nhấp đi. Nhấp
con bé đi nó bị ung thư hả Tâm? Thời kỳ cuối rồi phải không Tâm? Hả? Cái gì? Trời ơi chú ơi, con thấy á, miệng thế gian hả, một lùn mười, mười đầu trăm. Con Happy nó đâu có bị ung thư đâu. Nó là nó chỉ bị cảm cúm sơ sơ thôi à, đâu có bị ung thư. Vậy là sao? Vậy là con Happy nó có bị gì hết trơn hả? Con khóc đây đâu phải là cái vụ con Happy bị bệnh đâu. Con khóc đây là vì nó là con, nó nói con nhiều chuyện, để thiên hạ đồn nó bệnh này bệnh nọ. Bây giờ nó đuổi con ra khỏi nhà, nó nói con đi mướn nhà trọ đi. Chú nghĩ đi, thân con cành vàng lá ngọc như vậy, một cô đi ra nhà trọ con mở, chú coi coi có xứng đáng cho con không vậy? Ác quá mà. Trời ơi mày nhá, nó đuổi mày là mãi rồi, không điên gì đâu á. Bực mình đi cũng vậy nữa, sáng sớm qua đi làm nó rối não luôn vậy đó. Bây giờ không biết tờ nào tờ một đô, tờ nào tờ một trăm đô nữa. Thiệt tình đó. Rối rối vậy chứ, tại vì tôi là cũng chia sẻ vậy thôi chứ có gì đâu. Mà nè nè, cảm cúm mà không phòng ngừa nó cũng thành cancer như thường à. Mày đất ơi. Ừ, tờ trăm này nè. Đó, mày má nè. Đứng nè. Nói chị nghe nha, chị biết mai mốt chị nghe cái gì á, rõ ràng chị hả bà chị nói. Bây là chị qua đây chị nói cho tôi nghe đó. Chị mà nói cho bà bột nghe vậy nha, giống như chị trù con vậy đó ha. Rồi bà xô chị xuống, cái bà lăn ba lăn lại ba lần thôi là chị như cái bánh tráng rồi, chị biết chưa? Thôi, ba nha, tôi muốn là bánh tráng của tụi nha. Thôi thôi, bà nè. Bà má tôi chết, kêu khóc được vậy luôn á. Chị cầm cái này chị đi rã cho mọi người, em sẽ biết sao chị gì 50% off. Nhớ chị, chỗ chị làm cái gì? Trời ơi sao chị? Sao chị? Ai, chị làm gì vậy? Tao nói cho tụi biết nha, ở xứ nào tới đây làm ăn á cũng phải biết cái quy luật của nó ha. Đi hết cái xứ này đi, hỏi chị ba massage ai cũng biết hết. Chị nói nghĩ sao tới đây làm ăn giành khách của tao. Nè, kinh doanh cạnh tranh là chuyện bình thường. Huống hồ chi chị massage tôi làm neo hai cái việc liên quan tới nhau đâu. Tao không cần biết đó, trên cái em thấy cái này có gì sai sai chị. Mình massage đó là mình đấm bóp, còn không có gì sai hết. Tay móng chân là chăm sóc khách cũng giống nhau thôi. Giành khách của tao, tao không đồng ý. Chị đừng có nói chuyện ngang ngược nha. Vậy thì là gì tao? Nó giành khách của mình kìa. Cái gì mà tạm 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 không lỗi vậy? Không đẹp hoài nha, còn có lấy sao? Ủa lên hả? Ê, muốn cho tao đó. Đàn ông con trai điên hiếp hai người phụ nữ, không biết dục hả? Con tự đó. Bỏ ra là không được manh động nha, mình đàn ông mà. Tụi bay hãy nhớ đó, tao không để yên tụi bay đâu. Vậy anh chị làm gì vậy? Tinh thần bấn loạn, hoang mang tột đỉnh, chưa có hồi phục được. Hai du cứ nói chuyện với nhau đi, để tôi đi tìm một cái điểm tựa nào tôi đứng cho tôi bình tĩnh lại đi. Tôi chịu hết nổi rồi, đau tim quá. Hồi nãy anh cứu tôi làm gì vậy? Tôi với anh đâu có liên quan tới nhau đâu. Chuyện nào là chuyện nấy thôi. Chẳng lẽ giờ thấy cô bị hiếp tôi không cứu? Với lại tôi không có tệ như cô nghĩ đâu. Ok, 11 a.m. today. I got it. Thank you. See you. Hi. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Mình đi ăn sáng gần đây nè. Ghé qua thăm một trí đó. Ghé hả? Dạ, tìm tùm của bộ sao thợ thuyền. Busy quá ha. Đông lắm. Bên đây có gì mới không? Trời ơi, có cái treo ma bồ á, thời trang lắm nha. Cái gì? Lạch lòn lắm á. Ma bồ hả? Ừ. Giống như là đá ma bồ hả? Ừ. Mới nghe đó, mới nghe đó nha. Để nó muốn thử nha. Trời ơi, thì nó học hỏi có gì đâu. Trời ơi, chủ tiệm bên kia mà qua đây làm hay thiệt nha. Mà mấy đứa... Bận quá. Mấy đứa thợ nó busy hết trơn rồi. Thôi được rồi, để tôi làm cho bà nha. Thôi mệt quá đi, thôi, ai bắt ông Trí làm vậy? Được rồi, tôi chờ chút xíu cũng được, không sao hết trơn á. Hay muốn bà bột bây giờ bà làm? Gì? Bà bột hả? Thôi, tôi đưa tay cho bà làm đâu. Tôi thì tôi thấy bình thường lắm, nhưng mà tại vì bà đó, bà gặp tôi, bà hay trên trơn, tôi mệt á. Thôi, tôi không cần đó. Bà sắp về rồi, đợi bà làm cho. Cái gì? Bà sắp về rồi đó. Sắp về rồi hả? Ừ. Sắp về thì không? Sắp về. Ok, thôi, bye bye nha. Ôi, nè. Đi qua. Trời ơi, hai bà này gỗ lắm nha, như nước như lửa vậy đó.
Vậy mà ngoài miệng á thì nó không có gì. Sao ngộ ta? Lớn rồi mà sao kỳ cục dữ nhỉ? Tôi sao tôi không ghét ai trên trời, sống ai tôi cũng thương. Ngu sao ghét? Để mai mốt lỡ bên này bị đuổi qua bên đó làm. Nhìn ai đây? Alo. Cái gì vậy Nam? Cái gì mày mày nín coi? Cái gì mày mày khóc dữ vậy? Hả? Đi đi quậy hả? Ủa? À, chị chào anh chị, thông cảm nha. Tiệm em chữa khai trương, đang sửa chữa. Đường sau mời các anh chị tới. Quang ơn, quang ơn. Đủ tụi bay đâu? Mấy người muốn gì? Dạ. Mời em chữa tiền sau đi hay sao vậy? Họ tới để quậy kìa. Mấy người này rõ ràng tới đi kiếm chuyện mà. Sao? Hôm qua hùng hồn lắm mà. Mày nhắm coi, mày đánh lại hai thằng đó không? Nhưng mà hôm nay chị vui, chị đến đây chị làm nail. Chị đâu có hại gì ai đâu nè. Chị đâm hương, chị đâm hương. Chị thông cảm, hôm nay chị đừng có vui được không? Chị vui em thấy lo lo. Hôm nay vợ tao vui, tao muốn mày làm cho vợ tao vui. Hay là mày vui với tao? Dạ thôi. Anh ngầu lắm, em sợ. Dạ, mời chị. Lúc nào bắt tôi làm vật thí nghiệm hết à? Chị, đem lấy nước, ngâm tay, ngâm chân cho chị nha. Thôi khỏi, vũa móng tay được rồi. Vũa móng tay hả chị? Trời ơi, gặp những người khách như chị á, em sướng biết là tao đốt giai đoạn. Làm em không cần ngâm gì trên gọi á. Giờ chị đợi chút xíu. Dạ, đây ạ. Tôi quay lại người mà đâu có em chưa đụng cái dĩa cho chị lạc láng lên vậy đó hả? Mày vũa móng tay hay mày rút móng vợ tao? Không, à không, em vũa nè. Mấy người rõ ràng tới kiếm chuyện mà. Tao không còn biết, bây giờ mày đền, mày không đền nó tao đập nát cái tiệm của mày. Ai đã thông cảm? Tráng sĩ thông cảm giùm. Dạ, tiệm tụi em chưa khai trương nè, đập nát đâu hết. Để đâu tụi em khai trương hả? Tha tụi em dùng đi nha. Chưa khai trương hả? Chưa khai trương thì đập cho nó hết. Đừng mày đập. Trời ơi, Happy, có chuyện gì vậy Happy? Ghê cái gì kìa? Hả? Ồ, ghê quá, không có được nha. Mình là con gái mong manh, mỏng mảnh, yếu đuối, không có được qua đó. Rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình đó. Con đi rồi. Hả? Cái gì? Vừa nói xong nó cũng đi nữa hả trời? Trời chết tôi rồi, trời ơi. Nó hại tôi rồi, tôi đi nhẹ khá, sao tôi chạy được? Đi hết rồi, chút xíu là tan nát tiệm mình hết rồi. Tiệm mình chưa khai trương mà tụi nó thấy thầy quậy phá gì, làm ăn gì mình đâu nổi được chứ. Tôi xin lỗi, hôm qua không cứu tôi mà đâu có gây chuyện với tụi nó đâu. Không sao đâu, nếu tôi không cứu cô, tụi nó cũng kiếm chuyện với tôi à. Tôi hiểu rồi. Thì ra nhận qua phát cú hết đi, cho nên tụi nó mới tới đây quậy phá như vậy nè. Trời ơi, đúng là địch trong lòng địch là kìa là phát hết. Trời ơi, tôi biết làm sao anh nói với number one đi bây giờ. Trời ơi, number one. Cái gì vậy? Cái gì bà đang tì bà? Hả? Cái chuyện này có liên quan đến tụi tôi. Cái chuyện này xảy ra như vậy là tại vì anh Phát nhà này nè. Dạy gái nha. Đừng nói vậy nha. Còn Phát không có dạy gái nha chưa? Không có dạy gái mà tao ăn quan như vậy đó mà. Mà tao tại tao tới là tại vì mình hết đi thôi. Trời ơi, không dám mình hết đi đâu. Không có liên quan gì đến tụi tôi hết nha. Thôi. Hai người lớn gì? Ý hai đứa hết vậy? Bạn nghe chưa? Nói mình hai người lớn như hai nít vậy đó. Còn tụi nó hai đứa nít mà như hai người lớn vậy đó. Chị Lan, hả? Ủa, tay dọn tiệm đi kìa. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Dọn tính sao? Chẳng với sao gì? Tới đâu hay tới đó thôi. Lúc mà làm thì tôi cũng biết. Khởi đầu thì gặp khó khăn mà. Dạ, con biết rồi.
Dạ con đang giải quyết, không sao đâu, mày yên tâm nha. Đột sao chổi. Cái gì? Nó ăn sao chổi vậy? Ê, có sao gương như vậy? Cái đầu giống như cái nùi dẻ lâu nhà vậy đó. Sao chổi còn đỡ hơn à? Ồ, cái mặt như sao xẹt vậy đó. Nè, nhìn đi kìa. Lao có một cái, nguyên một cái tiệm bự chà bá lửa vậy đó. Lao có một xô nước chút xíu à, dơ rồi thấy chưa? Trời ơi, lau nhà mà gọi là lau rồi trời ơi. Trời ơi, ăn ở gì mà dơ dáy bẩn thỉu dữ vậy trời. Ý à. Alo. Cô một hả? Con thai nè. Cô, bữa hôm mà cái chuyện con tám với cô đó, cái khả năng nguy cơ nó phát triển rất là cao nha cô. Hôm nay đó, con Happy đó, nó dám xông vô nó cứu thằng Phát thoát khỏi tù giam hồ. Cô thấy không, con gái lúa mà nó dễ sợ không? Cái này là nguy cơ cao nha. Dạ. Cô khỏi nói. Con nhìn là con chướng mắt dữ lắm cô ơi. Cô để đó. Con sẽ chặn, con cắt đứt mối liên hệ này. Chấm dứt, cắt đứt, chấm hết. Cắt gì mà cắt hả nội? Hả? Cắt gì mà cắt? Hậu quả là do một thùng mấy người gây ra đó. Lo mà dọn dẹp vụ đi. Đứng đó bà tám điện thoại. Chị hổ đi sơn dễ gì. Trời ơi, đàn ông thì tối ngày